Những ngày qua, sự việc một nữ chuyên viên đang công tác tại chi cục văn thư lưu trữ trực thuộc sở nội vụ thành phố Hải Phòng có thái độ không chuẩn mực, xúc phạm lăng mạ đối với cán bộ phường Đằng Lâm, quận Hải An khiến dư luận quan tâm. Được biết nguyên nhân của sự việc liên quan đến quá trình phường Đằng Lâm xử lý một hộ dân tự ý sửa chữa công trình nhà hai tầng cũ trên đất trồng cây hàng năm xen kẹt tại tổ dân phố An Khê 1 và vụ việc này xảy ra vào ngày 30 tháng 5 năm 2023. Theo Ủy ban nhân dân phường Đằng Lâm, vào sáng ngày 30 tháng 5, cán bộ địa chính đô thị phường đi kiểm tra và phát hiện gia đình bà Trần Thị Hải Bình đang công tác tại chi cục văn thư lưu trữ tư thuộc sở nội vụ thành phố Hải Phòng đang thi công sửa chữa mái tầng 2. Tại thời điểm kiểm tra, ngoài tốt thợ đang thực hiện thi công, còn có ông Trần Chí Thành là người thân bà Bình. Đến buổi chiều cùng ngày, Ủy ban nhân dân phường Đằng Lâm mời ông Thành đến làm việc. Tuy nhiên, do có việc bận nên bà Bình đến thay. Tại buổi làm việc, bà Bình không cung cấp các hồ sơ và giấy tờ có liên quan đến việc sử dụng đất. Khi cán bộ Ủy ban nhân dân phường Đằng Lâm đang trao đổi hướng dẫn các trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật liên quan đến việc sử dụng đất và xây dựng công trình trên thửa đất, thì bà Bình bất ngờ tỏ thái độ bất hợp tác, lớn tiếng, tự nhận mình là lãnh đạo của một quận. Cùng với đó, bà Bình dùng những lời lẽ xúc phạm, lăng mạ lãnh đạo cán bộ chuyên môn Ủy ban nhân dân phường Đằng Lâm. Đến ngày 9 tháng 6, phường Đằng Lâm gửi báo cáo sự việc đến lãnh đạo các cấp và Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng. Ngay sau khi nhận được các thông tin nêu trên, Sở Nội vụ đã tổ chức kiểm tra xác minh, đồng thời làm việc với chi cục văn thư lưu trữ và yêu cầu bà Bình viết báo cáo tường trình sự việc. Được biết, hiện tại bà Bình và gia đình đang có đơn xin nghỉ ốm.